Hello mọi người, lại là mình đây. Này chúng ta sẽ tiếp tục thi tấu hài với đánh ganh của đấu trường chân lý nhá. Đây em trong phòng rồi. Đi tiếp tục tấu hài nào anh em ơi. À, mấy bữa nay tấu hài hơi nhiều rồi, chưa có game nào vô được top 4 cả. Hơi buồn đấy. Ui, cái cam của bên này Thịnh nó nhìn ảo thế nhờ. Hay là me đổi cam của Thịnh ta. Sao đấy? Sao đây? Jojo, thế đang làm gì đây? Thế không chơi à? Vô ngủ đi. Làm game nữa lấy top 8 cho anh em rồi ngủ thế. nào, làm game nữa lấy top 8 cho anh em chứ. Chưa thấy anh Tom on luôn. Ha, mấy bữa nay không có hòm để mở nhờ Đạt nhờ. Ơi, biết là mở đen rồi nhưng mà vẫn thèm mở skin quá. Akali vệ binh tinh tú luôn. Đây nhìn đẹp vậy. Gì đây? Man đi đâu chiên à? Vui thế nhở? Ui, máy Thịnh nhìn ngon thế nhở? Anh đấy thì ngon quá, không dám ăn. Sao? Bánh nào? Nuôi đồ à? Hết từ hôm qua rồi. Có cái bắp ấy, ăn mặn ngon thật chứ. Thì hết rồi. Đấy, sao Bảo Tân ấy. Đấy, mấy cái này bán nhanh hết đồ các kiểu Bảo Tân. Bảo Tân đầu tư cho một ít. Cũng nên đánh thường ấy, đợi chúng ta luyện trình xong rồi đi tiếp. Hết rồi hả? Còn một oxy đấy. Oxy. Lại bóp mì tôm sớm. Ờ,
chưa? Thế lại nhớ anh em đúng không? Kìa, lại không nhớ ai hết, sao thấy vô tâm thế nhở? Thay vì ngày mai thế dậy thế quay video thì nay thế làm cũng được mà. Lại nhờ sáng nay có được có tí chứ mấy. Đánh ai? Đánh cái tầng trên đó à? Sao thế ơi, game vui vẻ mà thế ơi, thế to xích thế nhờ. Không vui à, không vui à? Không chưa, không chưa. Vô làm một game rồi đi ngủ. 4 giờ đi ngủ, đến 7 giờ dậy ngủ 3 tiếng thôi, ngủ gì lắm. Hồi chiều nay anh qua phòng làm gì đấy Đạt? Chiều nay em qua phòng anh đúng không? Thế là hồi chiều chiều ấy, lúc 5 giờ hay sao ấy. Thì em qua thì chưa sao anh tỉnh giấc luôn. Có. Tôi thấy thằng là mở cửa xong tự anh tỉnh giấc luôn. Ngon, đồ. Thế ơi. Again. Nước mắt. Người ta đến bước đường cùng à? Từ từ đợi tí, nó đang lỗi rồi. Tắt cái này đi rồi nào. Cái gì úp 4 video thế? Không, ý nó bảo là khi nào mà record là hết rồi ấy, thì một kênh 4, một kênh 2 được là tầm một ngày 6 cái thôi. Chứ đâu phải úp liên tục đâu. Chứ không phải là hết đâu, hết luôn đâu. Đó là em sẽ trả sẽ đi một cái bị học kiến dưới luôn á. Kiểu vậy. Chỉnh lại này, mỗi lần xong là phải chỉnh lại màn hình này, cực phết nhỉ. Rồi, kê chiến nào anh em ạ. Để lựa con xếp cái kiếm BS nào. Hay làm trận xếp 3 nhỉ, hai vô xếp 3 thử nhỉ. Bữa thấy cũng khỏe phết. Hai vô xếp 3 thấy cũng khỏe phết đấy. Con Hemedinger này. Hemedinger 1, 2, 3, 4. Đi chơi liên minh thì anh em để cam đâu nhở? Để cam gần gần cái bản đồ là được đúng không? Hay là đá thẳng cam ra chia che mất cái bản đồ luôn nhở? Thôi để mình chỉnh cam qua đây nhé. Cam qua đây cho anh em dễ nhìn nhé. Vậy là đẹp luôn, từ từ chọn đồ đã nhá anh em nhá. Ui rồi.
rớt ba rủng tù lum này. Huyện Long hồi máu. Quá nhiều sự lựa chọn. Hai đồ long có huyết kiếm. Đồ gì đây? Nước mắt à? Rồi cứ để vậy đã. Chỉnh lại OBS đã. Ok. Rồi đẹp. Thuật sĩ à? Làm nóng hai ngon này. Phắc to xích lên zone 2 rồi. Ồ, lấy cái này chơi luyện rồng đi. Sự lựa chọn rồi. À, anh tao chơi phá thủ rồi, chạy thôi. Mình sẽ chơi luyện rồng cái gì đây, luyện rồng kỳ dị pháp sư đây. Vừa hay có pháp sư luôn, úp cấp cho vào. Cho vào như thế này thì đây, để ra phải cho như thế này nhiều khi vậy là level 5 lên sẽ đẹp à, còn cóc cho nút ra sau. Để xem thế nào năng lực của mỗi cái điểm sử dụng tính năng. Như này thì đẹp nhá anh em nhá. Em chơi gì đây? Thượng Long à? Không, anh đâu chơi Thượng Long đâu. Không, anh cũng không chơi pháo thủ luôn. Anh không chơi pháo thủ đâu. giờ là vẫn sớm mà, giờ vẫn kịp mà. Giờ 2-1. Một người sẽ phải quay xe. Fatosic này, Gatari, Rhyme này, rồi phát tư. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi Rhyme nào. Sẽ lại là một trận. Rồi, úp cấp ạ. Sẽ là một trận top 1 hay là một trận top 8 đây. Bài đẹp này mà thua cũng chịu. Tí cho thuật sư cho Nami nữa, hồi máu liên tục thì chắc cũng ngon hơn. Đây là cho con Heminger. Má con năng lượng xanh cho nhà pháp sư thì đúng ngon luôn. Super trưởng. Lấy cái gậy là đẹp. Nhanh thế, 9 gậy nào anh em. Đừng Kazuma. Rồi, đừng. Rồi. Từ Kazuma lấy độ khạc nhổ. Trường sao mai có chơi trong đây không? Để nhổ nước vào thằng trường luôn. Mày giả vờ làm mặt ngây thơ à?
sinh pháp sư này, đủ 5 pháp sư rồi này, quá 5 pháp sư rồi. 5 pháp sư thì lấy con gì tanh ta? Có con Olat, có con Silat pháp sư, đấu sĩ. Cái OBS nó bị đứng rồi. Ủa cái OBS nó, cái liên minh nó bị đứng này. Ui má, nhạc hết khỏe quá. Khiến khỏe quá. Chuyện đồ chứ chuyện đồ. À, mình yếu quá nhờ. Hello. Ai đây? Sao? Sáu gì thế? Con cong. Nó bắn. Thế tha đi thế. Thế chưa thắng mà. Chưa thua. Không sao mà chịu hết được. Đã quá muộn để đầu hàng rồi. Super right. Được chưa? Nào, có hai medical thay cái ấn kia. Không sao đâu. Ăn mì tôm để tập kim mà. Ra tiền, ra tướng nữa, ra đồ đi. Giáp à? What the fuck? Ừ, hai gậy. Mũ thủy à? Mũ thủy thì từ từ, chưa cần lắm. À, đồ củi thế nhỉ? Cay thế. Tượng thì không ngon lắm. Chào, dỗi rồi. Ai, tại sao đạt buồn? Là dành bài đạt đúng không? Không có. Chỉ hài hỏi thế thôi. Ồ, hình như có ai dành bài đạt đúng không? Ui rồi, Ken rách nát này. Con Ken rách nát này. Hai bốn năm con nữa má, không cho đép một chết nào luôn. Trận này lại cú sớm rồi đạt ơi. Má, trận này nghi lại cú sớm rồi. Đội bạn được hồi phục 12 lượng sát thương gây ra từ đòn đánh và kỹ năng. Cái này ngon nhỉ? Không. Đồ hoàn chỉnh. Ra đồ gì có ích tí đấy. Cốc sức mạnh. What the fuck.
Anh nói chi là xong rồi. Anh nói chi là xong rồi, là không phải phải ăn sáng nữa thế. Chúng ta chỉ cần ăn nói chi thôi, mọi thứ khác quan trọng. Ơ, đang nói phét thì 1, 2, 4, 6 chết tiếp. Yếu thế nhở, má, đội hình bị yếu thế. Ú trời, má quả này thì cút sớm rồi, đội hình yếu quá. Yếu quá rồi. À, yếu quá. Má phải ghép đồ thôi, ghép đồ cho bớt yếu. Ghép đồ chứ yếu quá, sắp chết rồi. Má có ai chơi Rai không? Má có Rai không? Có nhà nào Nam Pháp Sư này, Katari này, Nam Pháp Sư này có chơi Rai không? Vẫn chưa có Rai này. Pháo thủ Kim Long. Vừa nói gặp Katari đây. Con rồng khạc ngu thế nhở. Ừ, ném thôi vẫn ừ cũng được. Chúng liên thanh, chúng liên thanh. Thua đi được có thắng à? Thua đi được có thắng à? Thua đi đừng có thắng là thế. Thế lại có thể như vậy. Đây rồi, hai con Rai rồi. Có nên lì đòn luôn ra con Rai nữa không vậy? Hải phải lên cấp 7 để Hải sống thôi ơi. Chứ Hải sắp chết rồi. Hải phải lên để được sống. Phải lên để được sống. Chứ không thể nào dưới đáy xã hội biết được hết tiền luôn rồi. Phải lên để được sống chứ không là chết mất. À, vẫn không ăn được bài anh to rồi. Bài anh to khỏe quá. À đâu, hình như là ăn được. Má con ngựa chết rồi, liệu có tanh hay không? Chúng liên thanh, trưởng đi rồi, super rồi, được rồi. À, level 7 hết tiền luôn. Ờ. À, tầm này là tấc máu là tấc vàng rồi, không thể để mất máu được nữa. Má, lần đầu nãy chơi pháo thủ là ngon rồi, giờ nó ra cả cookie lẫn Sona luôn này. Sai không? À. Không giờ xoay thì quá muộn rồi. Xoay đồ chơi vẫn được nhưng mà ý là xoay vẫn được nhưng mà anh thích chơi pháp sư quá. Thế ra hai con này chơi pháo thủ lễ hội thì nhanh mà. Pháp thủ 6 level 7 40 tiền à, căng nhỉ. Các bài nó có gì đâu mà khỏe ghê ta. Chữa thêm phát nữa. Không đép được rồi. À, bài nó khỏe quá.
tầm nay tầm nào vẫn chưa ra được con Rai 2 thì sao mà đét nổi ta. Thêm nhà Katari thử nào. Katari có Rai chưa? Katari vẫn chưa có Rai. Ba pháp sư thợ lau đồ sĩ kỵ sĩ. Trùng nhau thế. Hay là sau bên này rôn ta. Tiền lên 8 nhỉ. Đồ hơi cùi một tí. Chó trường này, nó gặp nó cái nữa chắc đi quá. Kazuma, gặp Kazuma, Kazuma lên 750 tiền. Má con ngựa tanh yếu quá, không được rồi. Rồi máu đi ngựa. Trưởng hết, Rai sống đến giờ này là đẹp rồi. Rai sống đến giờ này là đẹp rồi, trưởng hết. Rai được sống đến giờ này là trưởng được rồi, trưởng được rồi. Rai 2, Rai đi. Ấn kỵ sĩ à, ấn kỵ sĩ ngon này. Kỵ sĩ à, phóng hỏa, hồi máu, ấn kỵ sĩ ngon quá này. Nam pháp sư, rồi là 3, 4, lên cấp nữa là 5, 4 kỵ sĩ à. 4 kỵ sĩ được, hồi máu cũng ngon. Chờ đợi kỵ sĩ đi. Rao nữa thì úp cấp. Anh em nó rát vàng à? Ui đồ chi phèn. Thế cũng... Ui thế chưa có quần đao. Còn vào đất này hơi yếu. Ui đồ ôi. Hello. Hello thế. Hả? Không không không. Thế đang đánh chịu thua đúng không? Cho Hải thắng đi. Thế đánh chịu thua mà. Cho Hải thắng đi. Bọn này thấy đi rồi. Thấy bút đồ và đất. Thấy chưa có gì hết. Thấy bút đồ và đất các kiểu. Thấy đi. Thấy đi rồi. À, nó có ra con rồng lôi long kìa. Rồng lôi long à? Không, rồng lôi long xoay bài được. À, đã bỏ qua lời can ngăn mà xoay bài. Rai rồi về sau nó cũng phế thôi, nên chúng ta chuyển qua chơi rồng vậy. Rồng không ăn được thằng này thôi. Má nó khỏe quá. Chó chưa khỏe quá. Chó con. Xin gậy phép nào. Xin cái gậy nào. Không được rồi. Cho con non đấy, lấy bé đi. Không được luôn. À.
đồ không lấy được cái gì hết. Hay cho nó mẹ cái cuồng đao, nhờ cho cuồng đao thì khạc không có đam mấy cái cay chứ. Bốn pháp sư à. Này ngựa, bốn pháp sư. Vừa la không cần đâu. Thì cho đứa nào ta? Mình ra thì cho đứa nào? Ai đấy? Anh Tom à? Ôi rồi, không được rồi, hơi toang rồi. Đó là trường chơi gì? Ôi chết mẹ rồi, anh chơi ao xin. À, bài ra mình đang khỏe, chuyển qua bài này như cước rồi. Sức mạnh của Austin. Giờ cần đồ thủ má, mà cái này là làm cái được luôn. Không có mạnh đồ lẻ nào nữa chứ, mà cần rồng, cần đồ hồi phục, làm qua quả hai găng tay chí mạng cái tôi chết luôn nhở. Kiếm quả BS nữa, chơi là phải là đây rồi. BS đâu má, rôn hết rồi, cuối cùng nó quay về y cái đấy luôn ạ. Cái thế. À, rồi hết một đống tiền thôi, cuối cùng về cũng lắp hai găng tay chím ạ. Giờ cùng lắm lên 9 cho thêm con kỵ sĩ nữa, trâu rồi cũng chẳng biết làm gì nữa. Ừ, tí Ly xin ra con on nữa là đẹp. Tao xin ra đi. Sức mạnh của rồng thần. Sức mạnh của rồng thần, đái hết. Ui đái không nổi rồi. Ui rồi. Tạm biệt Kazuma. Không sao đâu thế, có người top 8 thay thế rồi. Có người top 8 thay thế rồi, không sao hết thế rồi. Đã có người thay thế làm chuyện đấy rồi. Tạm biệt. Đã có người thay thế làm chuyện đấy rồi thế, không sao, chúa sẽ phù hộ rồi.
Phát vào xích à? Phát vào xích cạnh hết. Má bài phát vào xích có rồng 10 rồi. Má chó trường này. Ui chó trường 4 rồng nhìn ghê thế chưa. Má bài ai cũng ghê hết. Tầm này phải lên rồng 2 sao mới ăn nổi thôi. Ui rồi bánh mì ba tê. Hay quá. Má không được đái luôn. Không được đái rồi. Má phải tách đội hình ra thôi. Rồng không kịp xả chiêu. Rồi phải roll rồi, phải roll rồi. Chó trưởng lên level mấy nó roll đấy, level 9 à. Phép nào màu nào lên được con rồng 2 đây. Phép màu nào lên được rồng 2 đây. Má ra con on thì đỡ quá. Nó còn có CC tí. Ừ. Sức mạnh của rồng thần. Sức mạnh của rồng thần khá hết. Đi. Để ra đồ gì đây cho đẹp đây. Ra đồ tích năng lượng. Vô cực này mà không có cái tháo đồ nhờ. À, tầm này phải cho dê ke và cho đánh nhanh đây. Ui quên mất rồi không lấy con dê cho lên 2 nhờ. Tí gặp nhà phát toxic thì con rồng kia thì kiểu gì nó nhảy vô mình cả chết nhỉ. Má nó không ra con non nhỉ, giờ ra con rồng kia nữa chứ. Cay thế, hay đổi qua con rồng thượng long chơi ta. À, chó trường giành bài rồi đi. Chó trường trường bài khỏe quá, bài giàu quá. Không, con lôi long hải có từ 10 đời rồi nhưng mà nó phải lên 2 mới đép được thôi ơi. Có lôi long luôn hả? Chúng ta có lôi long hả? Thì đấy, ra lôi long cái mới xoay bài á. À, giờ gặp nhà pháp toxic là chỉ có cút thôi, má chịu đấy. Đừng, thà gặp anh to đi. Ờ, gặp anh to còn đỡ chứ gặp pháp toxic là chịu luôn. Nhà pháp toxic đánh không nổi. Ui rồi nó cắn mất con doe rồi. Ui, đi rồi má. No. Đi rồi. Lại đi rồi, trường đi rồi rồi. Trường. Đi rồi. Đi đâu rồi? Thế nhờ, má nhạt, Katari còn sống ạ. Má, bài mình cũng có khác gì bài của Katari đâu mà Katari còn sống, mình không còn sống nhờ. Má roll ra on 2 các kiểu, mình roll mãi nữa không ra on, đen thế. Đen quá, cả ngày hôm nay không vô được top 4 luôn, cả tối nay không lên được top 4 luôn.
ngày nay không lên được top 4 luôn. Đã đợi chưa? Chưa. Nếu thế muốn thì Hải sẽ làm đến sáng với thế. Đang làm video à? Đang làm video đây, thì chạy video mà còn tăng kênh chứ. Chút đặt dậy. Cày quá. Nhà phát xích khỏe rồi, con rồng đồ đẹp chưa? Con rồng này khạc thì thôi chứ đứa nào chịu nổi. Ui, nó khạc ngay đúng con đi lao nữa chứ, vậy thì đi. Phát xích đi luôn. Hải thông khỏe rồi, Katari là thông hay sao ấy? Đi rồi. Bài thông về khỏe rồi. Rồng được khạc là xong rồi đấy. Rồng khạc là xong rồi. Nó còn con rồng này nó đâu phải con rồng của Hải đâu, nó như con rồng Hải đâu, nó có kiếm súng nó hồi máu được kìa. Thì đấy toàn đồ năng lượng đấy, có hai đồ năng lượng với một cái đồ kia hồi máu. Nãy đồ của mình thì không có đồ, rồng con rồng Hải không có đồ, nó cho hai bao tay chí mạng khạc có ra gì đâu. Mạnh thì mạnh thật nhưng mà không hồi phục được, chết luôn. Đen quá. Ta sẽ lo ba đô thị cho Rai, cho lại con Silas vào rồi. Ui lạo chịu rồi. Lấy thêm cốc sức mạnh rồi. Đây, lấy cốc sức mạnh chắc rồi. Đó. Ghép cho con vờ la xong bút cho con rồng là đẹp nữa. Bút rồi vờ la 3 nữa. À không, cần gì? Không cho con re vào nhở? Đấy, thay con Silas bằng re này. Rồi cho con rồng ra giữa là hợp lý. Đấy, cho dầu ra giữa cũng cho hai cốc sức mạnh này, có cái vút bẫy thì con Sona nó đâu ulti được đâu. Để, ulti đầu là đâu dính à, bị lốc luôn, dính lốc không vẫn thế à, để khạc được rồng cứ khạc được là ngon. Đi. Rồi đổi. nó đổi một hồi không dính lắm. Anh thấy nó đổi qua giữa. Anh đổi qua vào giữa chứ qua nó đổi đâu. Đổi. Đổi. Đổi một hồi dính lắm, đi luôn. Đó, đạt thoát luôn rồi à? Đi luôn. Dễ quá. Thế
Thế thấy chưa, thế cứ giành bài với anh em không thế giành top dưới thôi. Má tối giờ không, không vô được top cao luôn thế thôi. Má toàn dừng chân ở top 5 trở xuống không á. Vào. Ok chưa? Chưa, vô tốc độ. Thông có chơi không là đủ team luôn, đỡ phải ra ngoài. À, cả đủ mà đã qua hỏi phải chờ. Rồi. Ủa, thấy gì đâu. Ủa Khánh đi đâu rồi? Khánh đi đâu đâu rồi? Khánh tí anh em, đợi Khánh tí nhá.
tí nhá, đợi tí đợi khán vừa đã rồi vô sau. Nhà này mình cứ có cái khung bỏ qua đây là ngồi gần nhau được, đâu như mấy cái kia đâu. Set up nhanh vãi. Xuất Khánh đi à? Khánh tự đi rồi. Đâu cần chút. Ok. Không biết chắc có việc gì rồi. Thôi chỗ. Đánh thế này vô giải thì chỉ đi làm lót nền cho người ta. Kiếm BF nó dễ chơi nè. Ôi, không ai cần BF à? Tôi để hành xin BF vậy. Anh Tàu cô đơn. Anh Tàu không biết lấy gì cả. Ui, Olaf ra từ sớm. Đây, có một con Olaf rồi. Dễ lâu, tỷ lệ tấn công có tỷ lệ gây sát thương phép tương đương rồi. Olaf ra sớm mà. Fight or make clear for those who win.
Coi thử. Có Olaf từ sớm chơi thì ngon quá. Mà xem thử bao tay à, ngon mấy nhỉ. Ui rồi. Cấp ngon quá. Rai luôn. Lỗi cấp này chơi thì không sợ mấy. Cái ra chơi cho đỡ phí. Xem thử nào. Tháp tư này, cửa sao mai tháp tư, ngọc long, huyễn long, thượng long, ngọc long, các kiểu đủ hết. FFQ Sifu đã chọn cho mình là huyễn long à. Mà 8 gen 2 luôn thì ai giết được em. Một cắn. Rồi, xin giết. Xin giết con Nunu thôi. Xin giết con Nunu thôi. Xin giết con Nunu thôi mà, không ai cho hết sao. Từ đây tôi chỉ rồi à, bài có vẻ hơi xấu nhỉ, đồ cũng không đẹp. Trái phải cái gì, trái phải cái gì. Để tôi phỏng vấn anh thế 23123 nữa, anh có tính thành top 8 nữa không? Thôi rồi. Gắng thua trận nữa đi, không sao. Olaf thua nhiều là được. Olaf thua nhiều sẽ được, không sao, không sao, không sao. Ra bảng sớm thế cơ à? Bảo ra bảng từ sớm. Đấy gọi là ra bảng từ sớm thế. Nó gặp nhà nào cũng thua hết. Sinh tố lúa mạch. Rồi lấy cái cung đi. Đấy thể lấy đi, thể chần chừ gì nữa để tích bài coi. Thằng này kiểu gì cũng chơi chiến binh đồ long cho coi. Thằng nào đây? Thế à? Thế chơi gì đây? Thôi thòng quá, người ta đã bảo là có ôn lát sớm rồi. Thế cứ giành được. Vâng. Chết mất rồi, má không thể sống nổi với thế luôn nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi thế?
người ta đã thú nhận là có ô lát từ sớm rồi mà thế vẫn dần bài người ta được cái chịu. Trong khi Hải có ô lát rồi mà thế có gì? Thế chưa có gì cả. Chịu đây, chơi thế chịu. Chơi thế chịu. Chơi thế thì chịu rồi đấy rồi. Thế rồi thế chịu. Không biết làm sao nói nổi thế luôn á. Thế đây là lần thứ bao nhiêu rồi thế? Thế, thế nói đi, lần thứ bao nhiêu rồi? Chịu. Sao thế húc đảo trong khi Hải có ô lát rồi? Tại sao hả thế? Thế cho Hải lý do đi, trong khi Hải có ô lát từ sớm rồi. Lần thứ N nói với thế. Cho chiếc con Shizu đi nào. Một đấm nữa. Ừ rồi à, lần thứ bao nhiêu tôi nói về anh rồi hả anh thế? Anh thế? Lần thứ bao nhiêu tôi nói về anh về vấn đề này rồi anh thế? Anh cứ giành bài tôi xong anh đi xuống tận cùng của đáy xã hội vậy anh thế à. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cái gì đấy? Anh lại giả điên giả điếc đúng không? Đây là thứ bao nhiêu rồi anh thế? Thế rồi. Là thứ bao nhiêu tôi nói với anh rồi, anh cứ giành bài tôi xong anh cứ chui xuống đáy xã hội vậy. Đây là thứ bao nhiêu rồi đấy, anh làm gì tôi anh làm đi, anh đánh đấm gì tôi anh này, anh làm gì tôi anh làm đi, anh làm gì tôi anh làm đi, giờ ai dám làm gì anh nữa, anh cứ giành bài tôi anh ôm tôi xuống góc dưới rồi chịu đấy. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần thứ bao nhiêu rồi anh biết không? Đấy, 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 anh giành bài tôi rồi, anh chém tôi. Ok. anh cứ giành bài tôi. Anh cứ giành bài tôi rồi, anh ôm tôi xuống top dưới rồi. Tôi là tôi chịu anh đấy. Để chết à, để chết giờ thì con nào vào ám long không có, cuồng long pháp sư đồ long các kiểu. Tự dưng thấy cuộc sống áp lực quá. Cũng có hai nhà đánh chiến binh đồ long đấy anh thế. Anh thế thôi. anh không có suy nghĩ gì khác nữa anh thế. Ai chuyển bài? Anh chuyển bài à? Đúng không? Anh chuyển bài đúng không? Anh cho tôi một tín hiệu đi anh thế. Anh chuyển bài đúng không? Tôi sẽ gọi anh là anh Thế chuyển bài nhá. Anh Thế ơi, chúng ta không thể cùng tồn tại một lúc được đâu anh Thế, anh hiểu không? Anh có hiểu không? Anh có hiểu vấn đề đâu. Anh Thế, anh vẫn lì đòn à? Đấy, anh vậy thì anh chơi. Vậy thì anh chơi bời gì? Ôi, cũng có một thằng chơi giòn này, cũng có thằng Huyễn Long rồi này. À bảo rồi, thằng FQ Spool nó chơi Huyễn Long rồi. Anh không thể chuyển bài được à, anh Thế? Sao chúng ta cứ phải lì đòn đấm nhau vậy anh Thế? Súng lại anh có chuyển bài không? Chịu, tôi là tôi chịu anh luôn đấy. Dòng bao nhiêu cố gắng. Má nó khỏe thế. Anh chúng ta là đồng đội mà anh cứ làm khó đồng đội với nhau thôi anh Thế. Anh cứ làm khó tôi vậy anh Thế. Anh cứ làm khó. Ui quá, ba lõi cơ luôn à. Bảo âm đần cặp đôi hoàn hảo này. Bạn sao khi đổi lại nhận 2 điểm kinh nghiệm. Đấu sĩ nhận đôi chơi của tội sáng này. Sáng biến sẽ không biến gì hết, nó biến ngựa sẽ là một con ô lát ngựa, nhưng mà có thế thì không được, có thế phá lắm.
Đây, thế chọn chiến binh luôn rồi. Không chịu nổi nữa, không chịu nổi với con người này nữa. Chịu đây, không. Không thể chịu. Bỏ mấy con cùng hệ ra, ra mấy con cùng hệ đây. Là sao anh? Anh đang muốn tìm con gì? Lâu nhưng mà anh cho con vào con scanner hay con ilao ấy, nó có hai hệ đấy, tỷ lệ nó ra nhiều thượng long hơn. Nó có đấu sĩ với thượng long ấy, nó ra tỷ lệ ra thượng long với đấu sĩ nó ra nhiều hơn. Sao thế? Thì nó có hai hệ đấy, hệ thượng long với đấu sĩ đấy, là cho vào nó ngẫu nhiên ra hai hệ, mà cho vào con scanner thì tỷ lệ nó ra con scanner nhiều hơn. Chắc tàn từ đầu đến cuối nó cũng có tỷ lệ ra y lạ. Ui trời ơi, bị đấm đau quá. Má, rồi chết rồi, thế quả là bị thế ôm nên đấm chết rồi. À, tất cả là tại thế. Anh Hải xoay bài, chịu rồi. À, tại thế mà giờ phải tha hương rồi. Không còn gì có thể cứu vãn được. Chịu rồi, giờ tại thế mà Hải sắp chết rồi chứ chịu rồi nữa, nói được gì nữa, giờ nói được gì đâu. Giờ đã năn nỉ hết lời, năn nỉ ôi hết lời rồi, giờ anh vẫn vậy. Tôi đã nói là tôi có Olaf từ sớm rồi mà anh vẫn không tha cho tôi thì tôi biết nói gì bây giờ hả anh thế? Cứ chém đi không sao, anh bị thế thành bài quen rồi, anh chịu được. Anh thế, anh không thấy có lỗi với lương tâm anh thế. Anh thế. Tại sao anh lại nói cơ ông bàn được nhờ? Sao tại sao anh? Tại sao anh có thể nói như vậy được nhờ anh thế nhỉ? Anh thế. Sao anh có thể như vậy được nhờ anh thế? Anh có biết là anh đang rất ác độc và tàn nhẫn đối với những người khác không anh thế? Anh thế. Anh có biết là anh đang rất ác độc với mọi người không? Ừ, nhưng mà tôi đã nói là tôi có Olaf từ sớm rồi, tại sao anh vẫn lì đòn anh giành bài với tôi anh thế? Ok, tại sao? Anh nói đi. Anh thế, anh nói đi, tại sao anh vẫn giành bài tôi được hả anh thế? Anh nói đi anh thế. Anh vẫn giành bài tôi được, anh nói đi. Tại sao anh cứ giành bài với tôi? Anh giải thích đi. Anh sao kê đi. Anh cứ giành bài với tôi. Tại sao vậy anh thế? Anh có biết là vì anh mà tôi đã bán con Olaf, tôi tích rất nhiều đao được anh thế? Đấy đấy cái gì? Đấy đấy cái gì hả? Sao anh cứ như thế hả anh thế? Sao anh cứ như vậy? Sao dù mà thế nó lại giành bài với Hải thế thôi. Thế lại ôm Hải chết rồi thế thôi. Cứu Hải với. Hải đã bảo có Hải có Olaf từ sớm rồi nhưng mà thế vẫn lì đòn, thế giành bài với Hải, thế ôm Hải chết cùng. Tại sao hả thế? Tại sao vậy thế? Cú đồn mà mô bài Cú lo các kiểu. Từ phải giải thích cho tôi chứ.
em đợi cái lõi cuối cùng nó ra cái gì còn thay bài nữa. Lát từ đời nào rồi chứ đợi thế nhờ cho các bạn đến Tết à? Tại sao hả anh Tết? Như thế? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh cứ giành bài tôi xong rồi anh nói nhăng nói cuội nhỉ? Bài vào là đẹp. Mày thấy tao mày thâu lõi gì đây? Ui, điều ước của rồng thần à? Chơi con này lấy con kia thì binh đồng thần vẫn sẽ được kích hoạt ước kể dòng thần nhận thêm 25 giáp và kháng phép nhận thêm rồng luôn. Chơi lấy hết rồng của người ta thôi. Mình chỉ cho con rồng ao xin hay con gì đó đằng sau đánh nữa là đẹp. Để con này bỏ đi kiếm con nâng cấp kiếm con rồng hộ vệ nữa là đẹp. Hợp lý. Bách để thế đấm Hải à? Hải phải tự thân vận động, Hải phải tự sống chứ, chứ đợi thế làm gì? Thế đấm Hải à? Không, thế chỉ đợi vậy thôi, chứ thế chỉ mong muốn được đấm Hải thôi. Thế giành bài với Hải giờ thấy còn định đấm Hải nữa, thế chịu rồi. Nếm mật nằm gai rồi các kiểu mới con bách được, thấy hiểu không? Không, thế nhận được những gì mà thế làm với Hải. Ô mà tộc đồ long mà mình chọn liên minh của rồng thần thì có mà con Olaf nó bộ hết à? Olaf chưa? Con giòn ghẻ này, đây, chân dung của kẻ đã giành đồ của đồng đội. Chân dung của kẻ giành đồ đồng đội. Đó cái gì, người ta phải xoay bài người ta sống chứ đợi thế nhường bài có mà người ta chết 10 đời rồi. Không, thế đừng bao biện nữa, thế đừng được bao biện rồi.
lấy cái xẻng phải làm gì đâu ta. Đợi đấy, tôi mất nước mắt rồi. Ai ôm thằng Trường với thằng kia đấy rồi. Ai đây? To bằng. Úi dồi. Úi ba rất khỏe thế nhờ. Thích đi. Thích nhanh không chết rồi. Thích nhanh không chết. Tiền được nhỉ? Ra tí lên chết nữa cho rồng vào đẹp. 5 đấu sĩ à? Bỏ một đấu sĩ ra. Ừ, cho ba cô bay vào này. Đấy, đẹp luôn. Ô, coi tầm này đẹp, lên cấp thay Soraka, bỏ con ao xin vào kiếm đồ nữa là đẹp. Mắc binh kiếm nhà thế đập đã. Sử dụng của một người đàn ông giành đồ với đồng đội. Ui má thằng nhà nào chơi Lee Sin cháy đây. Marco bay. Con bạc hơi mất dậy nhỉ. Đánh giá là con bạc hơi mất dậy. Đánh giá là con bạc hơi mất dậy. Kiểu sao mà hơi mạnh nhỉ. Đồ đã khác rồi. Cùng đao không đấy. Hút rồng các kiểu. Rồi mãi mới có đồ. Bùa xanh luôn. Tí ra lồi lọc phụ đàm à. Cái này cũng được. Hiến thêm một một đồ đam nữa là đẹp. Được sao mà chưa dắt vào thì đi. Chưa dắt vào. Chưa dắt vào.
Để đi. Thế phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Không. Chiến binh đồ long của thế này sao? À, chơi chiến binh đồ long mà thấy không chơi Olaf. Pha chiến binh đồ long thất bại rồi. Mà làm gì có thằng nào chơi Olaf? À đây 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 có thằng là cá con này, có thằng là cá con chơi. Hơi lâu cồm đấy nhá. Anh thấy chưa? Anh là anh hơi lâu cồm đấy. Sao? Sao làm sao mà chết? Má, nhà khỏe quá, hai nhà đánh nhau lâu lắc thế này. Má, nhà Thượng Long này khỏe thế. Nhà Thượng Long này mới gọi là nhà Thượng Long chứ. Khỏe quá. Nhà Thượng Long khỏe quá. Ui ai đát các kiểu. Từ quá lại, nó ba con này đát luôn. Từ đó. Quá đã. À, hello thế. Trả giá vì những điều thế đã gây ra cho Hải đi. Ba cô ba cùi à. Trả giá vì những gì thế đã gây cho Hải đi. Sao nó không hồi máu cho người ta? Chết rồi đây. Phụ thuộc, hồi máu. Vì gì? Phụ thuộc vào cấp cao, hồi máu phụ trội sẽ hủy diệt một tướng của đối thủ. Mất rồi hả? Chưa hiểu lắm. Ý là có nhưng mà sao nãy giờ để ý một tí máu không hồi này. Phụ ra ca này. À, hết đồ đam rồi. Quỷ thư. Hết đồ đam rồi, lấy cho đồ quỷ thư cũng được vậy. Triệu hồi rồng 2 sao. Đây có 2 rồi. Thượng Long chưa lên cấp 8 đấy. Rồng 2 đồ à, rồng 2 đồ hơi phèn, rồng này hơi phèn. Rồng này không sợ, rồng con rồng phèn này không sợ. Úi dồi, con rồng ghẻ này. Mà cô bay, đừng để cho rồng công ty nữa, giết đi. Đừng để cho rồng công ty nữa. Ui rồi, không được rồi, con rồng hơi ghẻ. Ba ta lên được không? Dạ không, nó khỏe mà anh, nó khỏe mà không. Tụi em đây đây, em đang kiếm con rồng để thay hai slot đây, thiếu lấy con Alcin nữa thay cho Soraka là đẹp rồi. Lấy con Alcin thay đồ của con Alcin đây là đẹp rồi, có quỷ sư nữa. Phụ đam sau lần
Sống chứ, lên bài đào mà hết rồi. Ơ, nó còn chiến binh rồng mà. Để thử nào. Đây, và không đủ slot. Lót one nó khỏe, nó chắc hết rồi hả? Nên tí. Vô 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 URF là hết rồi. Vô URF rồi. Vô URF là chịu. Bài kê kìa, bài kê, bài kê. Đúng rồi, xứng đáng mà. Không, đồ này Sivana đang không đẹp. Sivana vậy bán Soraka đi, quăng Sivana vào. Thôi, Soraka Soraka ra. Không, con này củi, con này đam không có, đồ này cầm đam không có. Nhưng mà em cứ CC. Cứ xong, cứ xong round này đã. Mình từ từ mình roll cũng được mà. Không cần vội. Cho con này chủ yếu vào nó ulti cho tăng máu thì. Con Soraka này nó ulti là hồi máu cho linh thú của mình mà. Cho vào nó tăng máu. Nó ulti là hồi máu linh thú của mình. Ơi, thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Đây, chủ yếu là con này. Thấy chưa? Đó. Đó. Chủ yếu là con này. Rồi. Vô luôn. Đây rồi, chiến binh cầm 3 con rồng cho một chiến đấu. Chiến binh nữa. Bài kè. Bài kè chẳng được đâu. Đâu này đâu phải. Con này máu xin nghe gì đâu. Mua xin vô y kìa. Tầm này thì chắc khỏe rồi. Nó lên ao xin 2 sao nữa thì thôi. Đi. Rồi có lôi long các kiểu nữa, chịu rồi, có nó chịu. Đó, giật đủ. Dòng đồ này hơi yếu, nó bỏ cái nước mắt ra có một đồ đam nữa là đẹp luôn. Dạ. Đam 9000 nha. Con xi phèn. Đâu phải đâu, bên chưa về đâu. Xi phèn, xi phèn. Xi phèn là xi phèn kìa. Rồi, chạy xuống, chạy xuống. Không, lấy hết, mấy con đồng tiền lấy hết. Ôi, sao lại con đó, cho hai đồng luôn, cho bốn đồng. Không, không cần on đâu, em cứ lấy hết mấy con đồng tiền lên em chơi. Em đổi mấy con on với con Tarret ra nè. Ê, Silas nè. Ủa Silas với Tarret ra. Không phải là mất hệ, mất gì? Mất cả ám long, cả ám long lẫn đấu sĩ, nó mất hệ. Ủa hệ ám long 3 mà 3 hay 4? Không, ám long 6, 2, 2, 4, 6. À, ám long cả đấu sĩ, cả đấu sĩ lẫn đấy vậy. Rồi chỉ cần lên ám tin nữa là đẹp rồi, tròn bài luôn. Ủa sao có làm rồi lại bỏ làm cái này chưa? Ai? Có, nó có một con rồng rồi. Có. Nó đang đợi lên rồng 2 rồi. Đây đam đây anh này. Đây rồi. Con cuối nữa là đẹp rồi. Bỏ vui ra. Bỏ vui. Đổi đổi 3 3 học viên xuống. Đổi 3. Ông con bài nó cũng có ám long anh, kích 6 ám long, 6 ám long khỏe lắm. Đợi tí. Cho con này thế. Em có thể bỏ 2 ám long, 2 con bài ra. Ok, thôi, 3 con bài ra con ám long. Bài nó cũng sướng lắm, con này nó sướng lắm. Nó kiểu như ít máu mà nó đâm là chết rồi. Con rồng. Bay màu luôn. Đấy, đấy nó đâm chết là nó đâm tiếp rồi. Đấy, đâm khỏe lắm. Đâm liên tục luôn. Ôi mà thằng này chắc lên 9 lắm. Thằng này lên chắc lên 9 binh rồng. Ừ khỏe thế. Ừ, không ăn nổi. Thằng này khỏe quá. Tí kiếm cái tìm băng hay cái dạo hồi máu gì đấy cho đâm ra sau là được. Không lấy lốc. Nó là bỏ cái lốc ra thì vậy. Thôi thì thôi, thì lấy cái này. Em đang tính bỏ cho con rồng này mũ phù thủy này. Tí nó có đẩy cái bùa xanh ra. Mà lỡ nó đẩy nhầm đồ cái là cút luôn. Không, không đẩy được đâu. Nó trừ khi em bỏ ngược. Mà em đẩy nhầm đồ là ngu luôn. Đẩy nhầm đồ luôn.
Thôi mà con bay được mà, con bay em lên đạp cho nó. À, lại thêm một thời bé nào bóc được rồi. Đây nó cứ xếp nó để đấy là nó chết đấy, cây bóng rồi. Con này lên đồng 2 rồi, đồng 2 rồi, không, không có gì cả. Ui, ăn lốc rồi. Ui, đập tí chết con rồng rồi. Rồng bay được. Thua rồi, thua rồi. Nó cạn, nó hồi máu về thì chết rồi, trường hy sinh rồi. Bảo nó thiếu slot đấy. Không được rồi, con này khỏe quá rồi. Không có team vào. Ừ, ăn kéo. Đừng đi, full nhanh đi. 6.000 máu. Ui, sao tự nhiên nó lên được nhiều máu? Nó có hóa hình nha. Hóa hình. À, bao nhiêu hóa hình vậy? 2 hóa hình. 2 hóa hình là 40% máu. Đây rồi. Giữ lại không ăn cái này lên là lên được. Có pinh cái gì. Còn lên áo pin hạt à, nãy đồ mà lại ra được. Thế phải không kịp xem nó đâu anh, nó đổi liên tục rồi. Không phải đổi. Mà tao đi thay nữa đi không? Cái móc con ba hả kìa. Nó để sẵn rồi, không móc được đâu, không móc được đâu. Nó... Nhưng mà nó để ở đây thì nó né được bay, nhưng mà nó lại mà bị chúng ta đấy. Đây nó vẫn gì? Đây vẫn móc được. Lốc, ừ, lốc bay luôn. Rồng không có kháng phép luôn. À, rồng hai cả không ăn thua rồi, cắn phát đi, húc húc được là ăn, má không húc được rồi. Mày nói gì đi, nói gì đi, nói gì đi, khóc đi. Xin kia. Ừ, má con rồng, con ao xin hai khỏe quá. Má 6.000 sát thương mà nó xả phát tiết luôn, ảo thật đấy. Ơi, không sao đâu, không sao đâu. Bài vậy là bác binh rồi. Bài vậy. Con em chuẩn bị xin ra hai đặng ngoài tôi tiêu mua. Bác binh rồi, bài vậy bác binh rồi. À, bài đấy mà lên 9 chiến binh rồng là có chuyện đó. Ôi, game hay quá anh em ơi. Tạm biệt anh em nhá. Hẹn anh em buổi live team tiếp theo. Bye bye mọi người nhá. Bye bye.